ra. Ủy ban dân phường đã có những cái thư ngỏ, gửi thư ngỏ đến bà con vận động tuyên truyền, và cuối cùng là cái thông báo 354 của Ủy ban dân phường về việc là đôn đốc và vận động và để bà con tự tháo dỡ các cái phần vi phạm trật tự xây dựng, ví dụ như cầu dẫn, bục bậc từ nhiều năm trước. Tuyến phố Văn Minh Đô Thị là tuyến phố Tân Ấp và Nghĩa Dũng của chúng tôi thì cũng phải nói là gần như là vỉa hè rất là nhỏ. Nếu mà cái quá trình thì cái vùng khu vực này là cũng là thấp, nên là hàng năm nước lên, nên hiện nay bà con một số là đã thực hiện cái vận động tuyên truyền của phường và cũng như của hệ thống chính trị địa bàn dân cư như của công an phường cũng vào cuộc rất là tích cực. Và đến nay là từ sau cái đợt ra quân hôm mùng 10 và đến nay là ngày 25 chúng tôi tiếp tục ra đợt 2, để sau khi thời gian vận động tuyên truyền rồi thì bà con đã thực hiện rất là tốt đối với cái việc là tự giác tháo dỡ bục bậc cầu dẫn. Như các đồng chí đã biết là hiện nay là lực lượng của phường đi, nhưng mà cũng chỉ còn một số ít là những hộ gia đình người ta không, tức là người ta không có lực lượng, không có người để người ta thuê, người ta làm. Còn một số trường hợp thì đi tự coi như là thuê máy và thuê nhân lực về để làm. Cái quá trình vừa rồi cũng có, chúng tôi đi làm cũng có một số trường hợp là cũng có trường hợp là có những cái thái độ là không hợp tác, tức là còn cản trở. Thế nhưng mà cái này nó cũng sau khi được giải thích thì người ta cũng chấp hành. Thì cơ bản là được người dân đồng thuận và đồng tình ủng hộ rất cao. Toàn bộ tuyến phố Tân Ấp này cơ bản là bà con đã tự giác đã tháo dỡ rất là nhiều, phải đạt tới khoảng 80-90%.